Xin kính chào quý vị khán giả, rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình gặp gỡ khán giả tuần này. Thưa quý vị và các bạn, cuối tháng 6 vừa qua, một cái tên Việt Nam đã được sướng lên trong buổi trao giải của giải thưởng âm nhạc quốc tế uy tín mang tên nhà soạn nhạc Tchaikovsky. Đó chính là Trần Lê Quang Tiến với giải đặc biệt cho phần trình diễn tác phẩm đương đại xuất sắc nhất. Chương trình gặp gỡ khán giả hôm nay sẽ cùng trò chuyện với người nghệ sĩ violon 15 tuổi rất đặc biệt này. Cùng trong chủ đề âm nhạc của chương trình tuần này còn có những câu chuyện thú vị khác như những thông tin ít người biết đến về cây đàn guitar Hawaii tại Việt Nam, cách làm cây đàn gong, một nhạc cụ phổ biến của người Gia Rai ở Tây Nguyên. Tìm hiểu bài hát Một gói nho khô, một cánh pong xê của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn. Sau đây, xin kính mời quý vị khán giả cùng theo dõi nội dung chi tiết chương trình. Thưa quý vị, cuối tháng 6 vừa qua, tài năng violon Trần Lê Quang Tiến vừa đoạt giải đặc biệt cho phần trình diễn tác phẩm đương đại xuất sắc nhất tại cuộc thi vĩ cầm quốc tế Tchaikovsky. Từ năm 1997 đến nay, đây là lần đầu tiên Việt Nam có đại diện tham dự cuộc thi này, lọt vào vòng bán kết và đạt giải thưởng phụ đặc biệt. 15 tuổi và đã đạt được rất nhiều thành công trong các cuộc thi vĩ cầm quốc tế, Quang Tiến đã chứng minh rằng tài năng thiên bẩm cùng với niềm đam mê và sự động viên không ngừng của gia đình chính là chìa khóa cho những giải thưởng của cậu. Chúng ta sẽ được gặp gỡ và trò chuyện với Trần Lê Quang Tiến trong phóng sự ngay sau đây. Chào Trần Lê Quang Tiến, rất cảm ơn em đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên thì cảm xúc của em như thế nào khi mà em đã được nhận một giải thưởng rất cao tại kỳ thi vĩ cầm quốc tế Tchaikovsky vừa qua? Được một giải ở trong cuộc thi này thì cũng là một vinh dự và cũng là một niềm vui với em, và cũng là một động lực. Em biết là đây cũng chỉ là giải thưởng, chỉ là một cái công nhận nhỏ thôi, và mình vẫn phải cố gắng hơn nhiều để đạt được nhiều thành công hơn. Việc tham gia các kỳ thi violon quốc tế đã mang lại cho em điều gì? Thì những cuộc thi quốc tế thì em cũng gặp được rất nhiều các bạn từ các nước khác, mà họ có một cách nhìn nhận đến việc học cũng rất khác mình, nên là mình cũng có thể học hỏi rất nhiều điều từ họ. Và em cũng gặp được nhiều giáo sư hoặc là những người biểu diễn nổi tiếng. Em học được cách, học được bản lĩnh. Mỗi lần đi thi thế thì em coi như là mỗi lần đi biểu diễn, và nó cũng làm cho em có một cách nhìn nhận về sân khấu khác, và có một tìm ra một cách chơi khác. Có thể chia sẻ bí quyết để luôn luôn giữ vững tinh thần và biểu diễn các bản nhạc hay nhất trên sân khấu được không? Nhất là trong các cuộc thi quốc tế. Cái quan trọng nhất mà em nghĩ là ai cũng nên làm bản lĩnh trên sân khấu là tập luyện, cứ tập nhiều vào, và tại vì mình tập ở nhà thì mình có thể nghe, tai mình có thể nghe là nghe nó rất là hay và nghe rất là trôi chảy, mà đấy là ở nhà. Và trên sân khấu mình sẽ có cái điều này là điều không tránh khỏi, và có thể mất tập trung,
cũng không nên lo lắng quá, vì lo quá cũng không giải quyết được gì, và lo đấy có thể ảnh hưởng nhiều đến diễn của mình. Và thứ ba là trên sân khấu thì đúng là chỉ có mình và âm nhạc, kể cả có cái trời sập thì mình vẫn phải yêu nhạc của mình và biểu diễn. Tại vì em nghĩ là trên sân khấu thì âm nhạc là một cái điều thiêng liêng nhất. Đối với các bạn trẻ tuổi, thậm chí đối với cả những người lớn tuổi, thì việc thưởng thức các bản nhạc violon, bản nhạc piano hay những bản nhạc giao hưởng khác thì vẫn còn là điều gì đó rất là hàn lâm. Vậy thì theo em thì em cảm nhận như thế nào về cây đàn này cũng như là những dòng nhạc cổ điển nói chung? Em cũng nghĩ là tất cả loại âm nhạc đều quan trọng. Nghe nhạc cổ điển là sẽ làm đầu tiên thư giãn, và hai là rất là phát triển não bộ. Lúc nào mà em thấy buồn hoặc thì em lấy đàn ra tập, hoặc là em lên mạng nghe một bản nhạc cổ điển, thì lúc nào nó cũng giúp mình kiểu nhìn nhận và tư duy có chiều sâu hơn, tích cực hơn. Trước đây thì em cũng không hay thích biểu diễn, hay là không thích, cũng rất là sợ nhiều thứ, nhưng mà khi mà mình học được violon và mình lên sân khấu biểu diễn nhiều thế thì mình cũng đối diện với cả những nỗi sợ của mình. Khi được nghỉ học văn hóa trên trường, Quang Tiến thường dành từ 3 đến 4 giờ mỗi ngày để tập luyện âm nhạc. Mặc dù đến với cây đàn violon từ năm 10 tuổi, một lứa tuổi khá muộn so với các bạn trẻ khác, nhưng nhờ khả năng bắt nhịp tốt và niềm đam mê không ngừng nghỉ, Quang Tiến đã có sự thay đổi vượt bậc. Sự hướng dẫn và theo sát của người thầy, nghệ sĩ ưu tú Bùi Công Duy chính là yếu tố vô cùng quan trọng để Quang Tiến có được sự thành công như ngày hôm nay. Bản thân tôi là người thầy, hàng ngày làm việc với cậu Tiến mà cũng không khỏi bất ngờ dưới cái sự tiếp thu cũng như là cái tính đột biến của Tiến. Đó cũng là một cái điểm mạnh, cái khả năng rất là đặc biệt của Tiến. Và cùng một lúc mà Tiến có thể làm được rất nhiều việc, nghĩ rằng đấy cũng là một trong cái lợi thế. Hai tiết học tương đương với 90 phút mỗi tuần theo chương trình chính quy chưa bao giờ là đủ đối với Quang Tiến. Để phát triển được tài năng trẻ này, thầy giáo Bùi Công Duy đã xây dựng một chương trình đào tạo khắt khe và đặc biệt. Học thứ nhất là vượt cấp, không những là học đổi mà vượt cấp. Và để đi thi được thì mình phải học đổi rất là nhiều. Cho nên cái chương trình làm việc không phải gấp đôi mà gấp 4, gấp 5 lần các bạn khác. Và luôn luôn trong tình trạng là càng ngày mình càng tạo áp lực rất là nhiều. Áp lực kể về số lượng bài, kể về số lượng giờ tập. Về những cái thử thách, Tiến cũng làm cho em nó chịu được những cái áp lực như thế. Và nó cũng một cái đứa nó cũng gọi là thích thú với cái việc là vượt qua những cái thử thách. Có được một Trần Lê Quang Tiến hôm nay còn là sự nỗ lực và đồng hành từng bước chân của bố mẹ. Những buổi học bắt đầu từ 9 giờ tối đã trở nên quen thuộc với hai mẹ con Tiến trong suốt 5 năm qua. Chị gái của em, chị Trần Lê Bảo Quyên, vẫn đang theo học năm thứ tư piano tại Đức. Vậy thì những nỗ lực cũng như là sự phấn đấu của chị thì đã tạo động lực cho em như thế nào trong việc học đàn violon? Chị em thì cũng là người rất là yêu nhạc và yêu đàn, vậy cũng là rất là yêu mọi người trong gia đình và lúc nào cũng muốn giúp đỡ. Bây giờ thì mỗi lần mà chị gái về thì cũng tập nhiều với nhau và cũng hòa tấu biểu diễn nhiều với nhau. Chị gái của em cũng là cảm hứng của em. Là một tài năng trẻ violon, đạt được rất nhiều giải thưởng quốc tế về violon, nhưng mà việc học tập văn hóa của em vẫn rất là tốt. Vậy làm thế nào để em có thể cân bằng giữa việc học nghệ thuật và học văn hóa trên nhà trường? Thực sự thì học hai trường như thế cùng một lúc thì cũng rất là khó, và nhiều lúc lịch của hai nơi trùng với nhau nên là em lại phải nghỉ cái này để mà đi cái kia, cũng cực nhọc. Dù không được đi chơi hoặc là đi nghỉ nhiều hơn, nhiều như là các bạn cùng lứa, em thấy là học cả hai là nó sẽ giúp ích cho nhau.
Một lần nữa xin được cảm ơn Trần Lê Quang Tiến đã nhận lời mời tham gia chương trình. Và chị cũng luôn chúc em sẽ luôn đạt được những điều mà mình mong ước trong cuộc sống. Như quý vị vừa xem, cây đàn vĩ cầm đã đưa Trần Lê Quang Tiến đến với âm nhạc thế giới. Còn có những nhạc cụ dân tộc khác vẫn đang sống cùng đời sống tinh thần của người dân Việt Nam. Ở vùng đất Tây Nguyên, cái nôi nghệ thuật lớn cả âm nhạc và khí nhạc. Từ lúc con người còn sống gần gũi với tự nhiên, những cư dân trên dãy Trường Sơn đã sáng tạo cho riêng mình cả một nền âm nhạc vô cùng đồ sộ. Trong đó, phong phú nhất là các loại nhạc cụ bằng tre, nứa. Trải qua bao thế hệ, từ những đôi bàn tay khéo léo và tài hoa, từng thân nứa, thân tre đã được thổi hồn để tấu lên những giai điệu rộn ràng, những thanh âm mộc mạc, tha thiết của núi rừng hùng vĩ. Đây là anh Rơ Châm Ti, một nghệ nhân Gia Rai được nhiều người biết đến nhờ tài chơi đàn và chế tạo điêu luyện các loại nhạc cụ dân gian của Tây Nguyên. Tình yêu với những bài hát dân ca, những cây đàn cổ truyền của cha ông để lại đã tồn tại trong anh từ khi còn là một cậu bé say sưa với âm nhạc truyền thống của đồng bào mình. Nghệ nhân Rơ Châm Ti cũng tâm huyết truyền dạy cách làm đàn và chơi đàn cho thanh niên trong làng. Căn nhà của anh cũng là một xưởng chế tác nhạc cụ tre nứa. Hàng ngày, anh cùng các bạn bè tỉ mỉ, cẩn thận chế tạo từng cây đàn, từ loại đàn nhỏ bé như đàn gong và cơ ní, đến những dàn đàn lớn hơn như clong put hay tơ rừng. Trong các sản phẩm xưởng nhạc cụ của anh Ti chế tạo, nhiều hơn cả là đàn gong, hay còn gọi là đàn tinh ninh, cây đàn rất độc đáo và phổ biến của các dân tộc vùng Bắc Tây Nguyên như Ba Na, Gia Lai, Xê Đăng. Thì có thể nói là đàn gong là một nhạc cụ nó thể hiện một cái tầng bậc nghệ thuật rất là cao. Chúng ta biết là cũng là nhạc cụ tre nứa nhưng đàn gong đã phát triển vượt bậc. Chúng ta biết đàn gong là một cái ống tre lỗ ô dài và người ta mắc những sợi dây đàn vòng quanh thân đàn. Và khi đàn thì là người nhạc công chống gốc đàn vào bụng và chìa đầu đàn ra ngoài, hai bàn tay người ta vừa đỡ lấy thân đàn và vừa kích âm các dây đàn. Đàn gong thì ngày xưa chỉ khoảng 10 đến 12 giây. Về sau bây giờ để chơi dân ca thì người ta thêm đến thậm chí đến 17, 18, 20 giây. Đàn gong là nhạc cụ dùng để giao duyên, để chơi bời thôi. Nhưng nó phổ thông đến mức mà người ta quan niệm rằng ai phải biết chơi đàn gong thì mới có khả năng ngỏ lời với các cô gái. Nó là một nhạc cụ giao duyên. Và người ta cho rằng nếu không biết đánh đàn gong thì không thể lấy được vợ. Đấy là điều rất thú vị. Những ống nứa dùng làm đàn được anh Ti lựa chọn kỹ càng. Theo kinh nghiệm được dân gian truyền lại, cây nứa phải được thu hoạch lúc được 3 năm tuổi và được chặt vào những ngày cuối tháng để nứa vừa bền đẹp mà không bị mối mọt. Quá trình tạo ra một chiếc đàn gong cũng không quá cầu kỳ. Nhưng điều phức tạp nhất là sắp xếp vị trí các dây đàn, vì đàn gong có từ 10 đến 18 dây. Chỉ sai lệch một chút là các cao độ của đàn sẽ bị thay đổi. Tất cả đều được đo ước lượng bằng tay và kinh nghiệm của nghệ nhân. Các khoảng cách của chốt đàn được chia và đánh dấu dọc theo ống đàn. Mỗi chốt đàn sau này sẽ giữ một dây đàn và dùng để điều chỉnh cao độ. Dây đàn được mắc từ gốc đàn đến từng chốt đàn. Việc khoan các lỗ mắc dây cũng phải đều nhau, sao cho khoảng cách các dây vừa tay người chơi. Từng lỗ nhỏ được khoan một cách cẩn trọng. Mỗi dây có độ dài ngắn khác nhau để tạo ra cao độ khác nhau. Ngày xưa, dây đàn cổ truyền được làm bằng tơ cây dứa dại, xe với mật ong. Ngày nay, các nghệ nhân dùng dây thép lấy từ dây phanh xe đạp hay sử dụng dây đàn guitar làm cho tiếng đàn vang hơn, trong trẻo hơn. Mỗi sợi dây đàn được mắc xong lại là một lần chỉnh âm. Phía dưới gốc đàn được gắn với một quả bầu khô để làm cộng hưởng. Quả bầu già được thu hoạch và ngâm với hóa chất để tạo màu đen và độ cứng của vỏ. Trên vỏ quả bầu được khắc những họa tiết trang trí. Tất cả gần như đã được hoàn thiện.
nhưng có lẽ phần chỉnh âm vẫn là phần khó nhất. Ngoài đôi tay khéo léo, nghệ nhân Rơ Châm Ti còn phải dựa vào đôi tai âm nhạc của mình. Thì cách làm cái đàn gong, đàn tinh ninh ấy, thì ngắn hay dài đó là tùy thích chọn. Còn cái khó khăn nhất là vẫn là tai nghe, vẫn là cái tai mình làm nữa, khéo léo để mà mình xếp được cái vị trí, cái mấy cái giày đấy. Đó là cũng là hai cái thứ đó rất là khó khăn. Bước đầu tiên là chưa biết làm thì cũng phức tạp. Đàn gong rất thông dụng trong các bản làng Tây Nguyên. Ở đâu người ta cũng chơi được đàn gong, dân tộc nào cũng có đàn gong. Những sớm lên nương hay những lúc nghỉ ngơi ở nhà sàn, nhà rông, đàn gong vẫn được đồng bào mang ra sử dụng. Đặc biệt khi đàn gong kết hợp với đàn cơ ní, lại mang đến nhiều cảm xúc cho người nghe. Cây đàn tình yêu ấy không thể thiếu vắng trong đời sống sinh hoạt cộng đồng, như một nét độc đáo làm phong phú thêm vẻ đẹp của vùng đất cao nguyên. Cùng với sự du nhập của guitar cổ điển vào khoảng những năm 30 của thế kỷ trước, đàn guitar Hawaii hay còn gọi là hạ uy cầm từng có một thời vàng son trong nền âm nhạc Việt Nam. Trải qua hơn 7 thập kỷ cùng với những biến động của xã hội, guitar Hawaii không còn được phổ biến rộng rãi. Tuy nhiên, ở đâu đó, ta vẫn còn nghe thấy tiếng đàn hạ uy cầm vang lên hòa cùng những thanh âm khác làm sống lại một Hà Nội xưa giữa những bộn bề của cuộc sống hôm nay. Một buổi tối cuối tuần tại phòng trà nhạc xưa, tất cả đang chăm chú lắng nghe một phần trình diễn đặc biệt. Đặc biệt bởi đó là âm thanh phát ra từ tiếng đàn guitar Hawaii, một loại nhạc cụ hiện không còn nhiều người chơi ở Việt Nam, nay lại được thể hiện bởi một cô gái trẻ. Nói về tiếng đàn guitar Hawaii thì phải nói là đây, nếu mà trên ở nước ngoài thì nó rất là phổ biến, nhưng còn ở Việt Nam thì phải nói là rất là độc. Sở dĩ nói là độc bởi vì các bạn thấy là tất cả trong những cái dàn nhạc, từ nhạc trẻ hoặc là nhạc thính phòng, ít khi có cái tiếng đàn guitar Hawaii, và nhất là cái khâu đào tạo của các trường nghệ thuật cũng ít có. Du nhập vào Việt Nam từ những năm 1930 bởi một người Anh gốc Việt tên là William Trấn, guitar Hawaii hay còn được gọi là hạ uy cầm từng nổi lên như những đợt sóng xôn xao trong giới âm nhạc vì vẻ đài các và âm thanh ngân nga, du dương với một sức quyến rũ lạ thường. Thuở ấy, tiếng đàn hạ uy cầm từng vang lên khắp nơi trên phố phường Hà Nội như một đặc sản không thể thiếu. Tiếng đàn còn gắn liền với nhiều tên tuổi nổi tiếng, trong đó không thể không nhắc tới cố nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, một trong những người thành công nhất với guitar Hawaii cùng những bản nhạc được sáng tác trên chính cây đàn này. Ông sáng tác ở tất cả những bản nhạc của ông đều trên cây đàn guitar Hawaii, cho nên cái quãng của nó rất rộng và ít có một cái đàn nào mà có thể vuốt được một quãng rộng như Hawaii. Cho nên là cái bản nhạc của ông luôn luôn biến đổi rất là tế nhị và nó rộng, cho nên là rất là tình cảm và hay. Guitar Hawaii đã mang đến cho những ca khúc của Đoàn Chuẩn một hơi thở mới cùng với tiết tấu nhạc blue lạ lẫm mà cuốn hút lòng người. Tuy nhiên, để sử dụng và trình diễn guitar Hawaii lại là một điều không đơn giản. Là một trong những người còn nắm được kỹ thuật chơi đàn của cố nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, nhạc sĩ Đoàn Đính bắt đầu học guitar Hawaii từ năm 8 tuổi. Đến nay đã hơn 70, nhưng không lúc nào ông quên được những bài học về guitar Hawaii được truyền dạy bởi chính người cha của mình.
Cái đàn guitar hoai này thì nó khác guitar, thường là các dây đàn nó cao lên trên, nó không sát vào phím như đàn guitar, cho nên bắt buộc nó phải dùng một cái từ này, nếu tiếng Pháp nó gọi là block, còn Mỹ thì nó gọi là scale, hay là nó gọi là tone bar. Thì tay phải thì sử dụng ba móng đàn, các cái móng cái sử dụng các dây trầm, và ngón trỏ dùng dây số 2 và ngón giữa dùng dây số 3. Còn ngón cái là sử dụng tất cả những dây trầm từ dưới lên trên. Từ dây số 3 cho đến dây số 8 hoặc dây số 12 đều là ngón cái sử dụng cả. Còn hai ngón này là đấy. Khi đánh thì cái rung ngân cái của ngón cái tone bar này này bắt buộc nó phải nằm ở giữa các phím, giữa cái phím đàn, cái vạch này thì tiếng mới đúng, phải đúng giữa phím. Nếu tay ta lệch đi một tí tiếng đã khác rồi. Mà trong khi đánh thì tiếng đàn phải lúc rung, lúc ngân, lúc kéo, lúc anh phải đánh gần, lúc anh đánh xa, lúc tình cảm anh phải đánh gần. Tiếng gần thì nó trầm êm hơn, tiếng xa nó đanh. Có lúc đánh đoạn giữa để tiếng nó trung bình. Chứ vậy là nghệ thuật chơi đàn Hawaii không phải là tay trái mà cả tay phải. Những giai điệu guitar Hawaii này đã theo nhạc sĩ Đoàn Đính gần suốt cả cuộc đời. Cùng với niềm đam mê đó, tiếng đàn guitar Hawaii đã được ông truyền lại trọn vẹn cho người học trò của mình, nữ sinh Phương Đông. Một lần tình cờ nghe được tiếng đàn guitar Hawaii, Phương Đông đã quyết định tìm hiểu và gắn bó với cây đàn này. Đến nay đã được hơn 5 năm, cùng với sự dìu dắt của nhạc sĩ Đoàn Đính, Phương Đông đã cùng ông lưu diễn nhiều nơi, gặp nhiều người và có những kỷ niệm quý giá. Trong suốt thời gian mà em học đàn guitar Hawaii thì có một kỷ niệm mà em nhớ nhất, đó chính là lần mà em được tham gia vào biểu diễn tại lễ đón tiếp Tổng thống Barack Obama trong chuyến thăm Việt Nam vào năm 2016 vừa rồi. Tại vì là quê hương của ông Obama là ở Hawaii, Mỹ, và cây đàn này thì là cây đàn đặc trưng của vùng đất Hawaii. Thế nên là em đã được vinh dự chọn để biểu diễn kết hợp giữa đàn guitar Hawaii và dàn nhạc dân tộc Việt Nam để biểu diễn bài Aloha để chào mừng Tổng thống Obama như là một món quà của đất nước Việt Nam muốn gửi tới ông. Từ những bản nhạc trữ tình sâu lắng cho đến những giai điệu trẻ trung sôi nổi, guitar Hawaii vẫn để lại cho người nghe một dư âm da diết cho dù bản nhạc đã chấm dứt. Dẫu biết ở Việt Nam không còn nhiều người thưởng thức và chơi loại đàn này, nhưng hy vọng với niềm say mê và lòng nhiệt huyết mà nhạc sĩ Đoàn Đính truyền lại cho các thế hệ học trò của mình, tiếng đàn mê hoặc ấy vẫn sẽ tiếp tục được vang lên trên mảnh đất đã chào đón nó cách đây 6 thập kỷ. Chúng ta vừa được nghe những giai điệu quen thuộc của Đoàn Chuẩn qua cây đàn guitar Hawaii của con trai ông, nghệ sĩ Đoàn Đính. Nhắc tới Đoàn Chuẩn, ông hoàng của những tình khúc mùa thu, nhiều người biết tới ca khúc như Thu Quyến Rũ, Tình Nghệ Sĩ, Gửi Người Em Gái Miền Nam. Nhưng có một ca khúc ít phổ biến hơn, mãi chục năm trở lại đây mới được một số ca sĩ thể hiện lại. Đó là ca khúc Một Gói Nho Khô, Một Cánh Pong Xê. Đằng sau ca từ, giai điệu đẹp là câu chuyện tình yêu mãnh liệt được gửi gắm trong ca khúc. Một gói nho khô, một cánh băng xê, một áo nhung đen lấp lánh ánh đèn, đèn quay màu tím. Một gói nho khô, một cánh băng xê, một áo nhung đen. Những giai điệu lãng mạn sâu lắng ẩn chứa một tình yêu thầm kín nhưng giằng xé trong ca khúc Một Gói Nho Khô, Một Cánh Băng Xê. Đằng sau đó là câu chuyện, là mối tình của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn gắn với số phận nổi trôi của ca khúc. Trong cuộc đời mình, nhạc sĩ Đoàn Chuẩn sáng tác khoảng 20 ca khúc, nhưng chỉ có 10 ca khúc được phổ biến như Thu Quyến Rũ, Tình Nghệ Sĩ, Gửi Người Em Gái Miền Nam. Còn 10 ca khúc còn lại ít phổ biến hơn, đó là những ca khúc nằm trong tập bài ca bị xé. Ca khúc Một Gói Nho Khô, Một Cánh Băng Xê cũng là một trong số đó. Con trai của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn là nghệ sĩ Đoàn Đính, may mắn còn lưu giữ lại được bút tích của ca khúc này. Bài hát này nó là trong cái tập bài ca bị xé mà nhạc sĩ Đoàn Chuẩn đã sáng tác, sau đó
cái bản nhạc đó đã tặng một người đã bị xé. Sau này ông mới khôi phục lại, ông mới chép lại cho mọi người biết rằng có cái bản nhạc này. Qua thời gian nó vẫn còn lưu giữ lại được cái bút tích này, đây là một cái rất quý của gia đình giữ lại. Một gói nho khô. Ca sĩ Tuấn Hiệp phổ biến lại ca khúc này và đưa ca khúc trở lại với công chúng vào năm 2009. Bài hát ngay từ khi thể hiện đã nhanh chóng nhận được sự đón nhận của khán giả, đặc biệt là những hình ảnh gói nho khô, cánh băng xê, áo nhung đen nhanh chóng gây ấn tượng với người nghe. Một cánh băng xê, một áo nhung đen. Một gói nho khô, một cánh băng xê, một áo nhung đen. Lấp lánh ánh đèn, đèn quay màu tím. Đây, chỉ có tim anh này lẩn tránh tim em. Thì gần như đó là một câu chuyện thôi. Nếu như quý vị phân tích tác phẩm, phân tích những ca từ thì một ánh đèn, một cái tà áo nhung đen của một người phụ nữ đang biểu diễn ở trên sân khấu. Còn nhạc sĩ Đoàn Chuẩn thì có thể là cái người mà người đàn ông đang ngồi ở dưới lắng nghe ở một trong một cái phòng trà ca nhạc. Trong cái năm 55 đó thì cái hình ảnh áo nhung đen thì lúc đó từ là một con gái rồi thì thường là mặc áo nhung. Thế còn khi ông ấy đến vừa nghe nhạc thì ông ấy có mang theo hoa khô và luôn mang theo cái hoa con xe để tặng ca sĩ. Khó tránh khỏi trái tim ông vì sao động đập lạc nhịp trước một người đẹp nào đó. Ngàn năm như núi lửa. Những ca từ khiến người nghe cảm nhận được một tình yêu mãnh liệt nhưng giằng xé, đó là những hình ảnh được ví von như giếng dầu, núi lửa. Ở cạnh nhau mà như núi lửa với giếng dầu thì có mà bùng cháy lắm. Anh ngàn năm như núi lửa, em ngàn năm như giếng dầu. Cái quan trọng này, nên đành thôi chia mái đầu để tránh cho nhau. Nhạc sĩ Đoàn Chuẩn thì những năm 1954 thì chắc chắn ông đã có gia đình rồi. Chỉ có tim anh lẩn tránh tim em đập mãi trong đêm đấy, thì nó hay lắm. Một cái tình yêu nó yêu là yêu đến tận cùng của tình yêu nhưng vẫn có cái sự lý trí ở trong đó. Cái giếng dầu và cái lửa nó phải xa nhau, nó gần nhau nó dễ bùng cháy, cho nên là tạm thời xa nhau để giữ cho cái tình cảm nó được đẹp đẽ. Đấy là một cái tình cảm rất chân thành của nhạc sĩ. Qua đấy thì mình hiểu thêm là dù tình yêu của ông như thế nhưng mà ông nén lòng lại để về với gia đình, về trách nhiệm làm chồng, trách nhiệm làm cha. Một gói nho khô, một cánh băng xê thể hiện câu chuyện tình yêu giằng xé rất rõ ràng, khác hẳn với những ca khúc tình ca cùng thời chỉ thoáng nói bóng gió xa xôi. Đó cũng chính là một trong những nét lôi cuốn riêng của ca khúc. Ngoài ra, việc Đoàn Chuẩn sử dụng tiết tấu trong ca khúc cũng có nhiều khác biệt. Một gói nho khô, một cánh băng xê lại thuộc một cái tiết tấu hiếm hoi của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn là với tiết tấu bút tông. Tiết tấu bút tông thì là đòi hỏi cái người ca sĩ phải cực kỳ có âm nhạc trong người. Tiết tấu bút tông là dòng thể loại âm nhạc rất là sang trọng, rất là quyến rũ và rất là trữ tình. Thì bài này gần như hát cất lên, khi ta cất lên một tiếng hát thì nó thấm đậm vào cái tâm hồn và trái tim của mình. Một gói nho khô, một cánh băng xê giờ đây đã được phổ biến rộng rãi nhiều hơn và được nhiều người yêu mến hơn. Đó không chỉ là một nhạc phẩm có giai điệu hay mà còn là câu chuyện tình yêu đẹp một thời của cố nhạc sĩ tài hoa Đoàn Chuẩn. Chúng tôi hy vọng đã mang đến cho quý vị những câu chuyện âm nhạc thú vị trong 30 phút vừa qua của chương trình. Chương trình gặp gỡ khán giả tuần này xin kết thúc tại đây. Mọi đóng góp và chia sẻ của quý vị xin hãy gửi về cho chúng tôi qua địa chỉ chương trình chuyên mục gặp gỡ khán giả, phòng chuyên mục tiếng Việt, Ban truyền hình đối ngoại Đài truyền hình Việt Nam 43 Nguyễn Chí Thanh, quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam. Quý vị cũng có thể xem lại chương trình trên trang điện tử vtv4.vn hoặc trên kênh YouTube tại địa chỉ www.youtube.com/vtv4go. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.